Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ nay con xin nguyện theo chính pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian hôm nay ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Về đây muôn chánh pháp vô biên. Trình bày của Phật tử ca sĩ Trần Duy Hưng và nhóm múa Từ Tâm Ban Văn Nghệ chùa Tân Hải.